Em chào các bác, đây là đang mùa kiều tím thì em quay video các bác ngắm một chút nhé. Đàn kiều tím thì rất là thơm, em thấy rất thơm quá, thơm và chùm hoa to đẹp, chùm hoa như âm tích. Nếu mà mình bắt gặp lần đầu thì mình đây mọi người nhìn, chùm rất to luôn. Đây là cái tay em, đây, chùm rất là to, hoa nó dài khoảng tầm độ từ thân xuống khoảng tầm 30 cm, mọi người nhìn, 25-30 cm một chùm. Rất là to và thơm nữa, rất đẹp. Lan kiều này ta gọi là kiều tím, lan kiều tím. Kiều tím thì là hàng cân, thì là ghép thì là hoa nó sẽ là sổ số. Như em đây thì là ghép là hàng cân, em mua hàng cân về thì tùy từng chỗ vùng miền thì mình khi mình chơi mình sưu tập ấy, thì mình sẽ sưu tập những cái bông hoa mà nó lạ, nó có cái kiều tím hoa trắng cũng có. Còn cây này là cây kiều tím hoa tím bình thường, có cây kiều tím hoa trắng của người. Cái đấy, những cây như thế thì gọi là cây đột biến. Thì những cây đấy thì hiện tại thì em không có cây nào. Nó có cây kiều trắng hàng công nghiệp, nó là cây kiều vuông á, cây Thái làm rồi nhiều các bạn, rất là hay. Và đây, những cái cây này nếu như mà khi mà nó dài ra nó ngả thì hoa nó từ chùm như này. Đây mọi người nhìn này, cây dưới này, cây trên, xong nó dài ra ngọn nó rủ, rủ rất là đẹp. Còn với những cây mà nó thân nó ngắn mà trồng thẳng thì hoa nó lại trụng lên trên như này, hoa nó trụng lên mọi người nhé. Thì kiều tím thì nó là một cây rất là dễ trồng. Như em đây thì là em ghép vào bảng gỗ, bảng gỗ nó thuần, nó bám rễ, nó khô, nó bám rễ rất là nhiều, ra rễ nhiều, bám gỗ rất là ok. Với cách chăm kiều tím ấy, thì là như em thấy là để nó ở vị trí thoáng một tí thì cây, cái bộ gốc này nó thoáng, nó đỡ bị thối và nó ra nhiều rễ, bám vào chắc khỏe, thì chúng ta có thể cho phân tan chậm theo mùa. Ví dụ như là mùa nào thì mình sẽ cho phân tan chậm của mùa đó. Ví dụ như là đầu năm mình cho một lần, thì là mỗi một năm thì là mình cho khoảng 1-2 lần thôi. Còn bình thường thì mình không phải cho, thì mình có thể dùng phân tan chậm của Nhật, của Đài hay của Thái Lan hay của Việt Nam cũng có rất nhiều, hoặc là một số loại phân hữu cơ như phân chuồn quế, phân dê hay là các loại phân tan chậm, phân trâu, phân bò đấy, đại loại rất là nhiều loại. Mình cảm thấy loại nào nó tiện, dễ mua và giá hợp lý thì mình mua, mình buộc lên. Thì nó sẽ có hạn sử dụng của tùy từng loại các bạn. Thì đợt tới này em cũng sẽ bỏ phân dê lên trên mấy cái này, hoặc là bỏ một số loại phân tan chậm, tiện nào mình bỏ cái đó. Nhưng mà như em thấy là cái phân Nhật là rất là tốt, nên như vườn em là em bón phân Nhật là chính mọi người. Với vườn em thấy nó rất phù hợp là phân Nhật. Còn phân bón thì nó như cơ bản là đều là tốt cả, nhưng cơ bản là phân Nhật thì em thấy là nó vườn em nó phù hợp, hiệu quả, trồng người thấy là nó rất là tốt. Thì cái cây lan kiều hay một số cái cây địa la hay cây nặng thế thôi, em thấy nó phù hợp thì em cứ dùng. Nếu vườn các bác cảm thấy phù hợp với phân chuồn quế hay phân trâu thì mình cũng cứ dùng bình thường thôi các bạn. Thì đây là lan kiều, một trong những loại hoa rất đẹp và rất dễ trồng. Nếu như các bác mà trồng gỗ như em ấy, thì em thấy là nó thực sự rất dễ luôn. Còn nếu như mà mình có thể là trồng vườn mình mà không trồng được vào gỗ thì mình có thể trồng chậu cũng được. Nhưng trồng chậu để vị trí nó thoáng một tí nhá mọi người nhá. Thoáng một tí thì là nó sẽ khô và nó ra nhiều rễ, đỡ bị thối các bạn. Thì nếu có